Này mình sẽ chọn con đường giàu. Lý do vì sao mình chọn con đường giàu? Lý do thứ nhất mình chọn con đường giàu bởi vì mình muốn chứng minh năng lực của mình. Có người chọn chứng minh năng lực bằng cách tôi giỏi, có người chọn chứng minh năng lực bằng cách tôi thông minh, có phải vậy mà? Có người chọn chứng minh năng lực bằng cách là tôi biết rất là nhiều. Tuy nhiên mình chọn chứng minh năng lực bằng cách mình có nhiều tiền. Mình không giỏi nhưng mình có nhiều tiền mình muốn mấy người giỏi để bị cho mình được không ạ? Chắc chắn được. Ok, mình còn rất trẻ thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà mình có nhiều tiền mình muốn những người có kinh nghiệm làm việc cho mình được không ạ? Chắc chắn được. Ok chưa? Đó là lý do thứ nhất mình chọn con đường giàu. Lý do thứ hai mình chọn con đường giàu bởi vì đôi khi chúng ta không phải sống cho riêng bản thân của chúng ta mà chúng ta còn anh chị em bố mẹ của mình, đúng không ạ? Có không? Có. Còn bố mẹ rồi còn vợ con của chúng ta có mà? Có. Những người đó có cần tiền từ tao không? Cần chứ. Ok chưa? Một mình nghĩ một mình một ngày 200.000 đủ rồi, ăn sáng ăn trưa ăn tối. Ok không? Một số tiền tiêu vặt là đủ rồi. Ok chưa? Nhưng mà tại sao chúng ta phải lăn ra kiếm tiền? Con vợ con có nữa, có không? Có. Bao nhiêu bạn thanh niên trong lớp này có vợ rồi, giơ tay lên. Cao lắm, giơ cao lắm. Sao có mấy người có vợ trời? Một. Rồi trong lớp mình có vợ có 3, 4, 5, 6, 6 người có vợ rồi. Ok, với mình nữa 7, ok mà. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bao nhiêu bạn vừa có vợ mà vừa có bé luôn rồi. Giơ tay lên nè. Thanh thanh niên á, mấy anh thanh niên á. Kêu tôi vợ cô kia. Rớt lại hết rồi, còn có 1, 2, 3, 4 4 người hàng loan. Vậy thì vợ con chúng ta có cần tiền từ tao? Cần. Cần lắm. Các bạn không tin nhỉ? Mời bạn đứng lên. Mời bạn đứng lên. Cho hỏi bạn tên gì? Tên Đức. Hiện tại bạn Đức làm công việc gì? Các bạn cho bạn Đức một đàn pháo tay thật lớn lên. Đúng rồi. Có gia đình rồi đúng không? Dạ. Được mấy tháng rồi em? Được mấy năm rồi? Được 2 năm rồi. Ok chưa? Không biết em sao chứ hồi kia cái ngày mà cái ngày mà mình mới cưới vợ là mình ấn tượng đó. Các bạn có sẵn sàng để mình kể chỗ này không? Cái lúc xưa mà cái thời mà mới quen nhau đó, là lúc nào mình cũng nói với vợ mình, cái lúc đó mà còn người yêu nói vợ mình đàn ông rất là thực tế, phụ nữ rất là mộng mơ. Ok, nhưng mà cái đó là cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời của mình. Cái ngày đầu tiên mà vợ về nhà mình mới phát hiện ra một điều rằng phụ nữ vô cùng thực tế, chỉ có đàn ông mới mộng mơ thôi. Ok chưa? Là sau này mình muốn phát hiện ra rất là thú vị, và những anh có vợ ngồi ở đây đều thấm cái chỗ này. Ok không? Bây giờ mình sẽ hỏi Đức một câu. Ok, bạn mời Đức sẵn sàng chia sẻ không ạ? Dĩ nhiên đàn ông mà có vợ rồi không ai dám để chuyện này nó xảy ra đó. Chúng ta đang hình dung giả sử thôi. Giả sử thôi bạn mà Đức ha. Chuyện gì xảy ra khi cuối tháng bạn Đức không mang tiền về? Rất nhiều chuyện xảy ra. Cụ thể là chuyện gì? Một chuyện thôi. Là chuyện gì? Hồi xưa mà cái thời gian còn độc thân á, cuối tháng không mang tiền về thì cảm giác như thế nào? Cũng bình thường thôi. Mà bây giờ mà cuối tháng không mang tiền về càng thân. Càng không? Càng thẳng không? Ok, cho bạn nào có tên này lớn. Ok.